Vô thì hôm nay chúng ta tới với lại buổi review account đầu tiên của kênh ha. Rồi cũng cũng khá là vui và người đầu tiên được review của chúng ta sẽ là một trong những thành viên khá là gọi là một trong những bạn hội viên khá là trung thành với lại kênh của chúng ta đúng không? Đó là Yomiya. Thì chúng ta có acc của Yomiya ở đây để chúng ta review này. Hãy chuẩn bị bóc 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 trần acc của Yomiya ra này, liệu liệu tên là Yomiya nhưng mà có top Yomiya mạnh hay không đó. Tự thật chỉ có một mà thôi đúng không? À, nhưng mà trước khi mà vào video thì mọi người thích thích content của tôi thì mọi người hãy like một subscribe tí nhé và ủng hộ tôi bằng cách nhấn vào đường link Weibo Game ở dưới phần mô tả video nhé. Ok, bây giờ chúng ta vào vào video thôi. Ok thì một ít phỏng vấn trước 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 khi review acc của Yomiya là không phải trăm chấm không đây. Yomiya xong lâu rồi, Yomiya xong La Hoàng khá là lâu rồi, không nhớ từ khi nào đúng không? Ok, 4.5. Ok, Yomiya xong được là 4.5 nhưng mà cái UID này nó hơi cũ à mọi người. Cái UID 84 mà xong xong vào 4.5 là có vẻ hơi 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 hơi, hơi copium, có vẻ hơi copium nhỉ. Ok, và Yomiya cũng thuộc loại khá là không không phải là người 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 quá nạp nhiều vào game, tuy là nạp rất nhiều vào hội viên nhưng mà nạp cho game thì chỉ là một tháng thôi. Yeah, cũng 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 khá là relatable. Còn hiện tại không có nhân vật nào đáng đáng kể, chỉ có mỗi Yomiya này đúng không? Đó. Mình Yomiya khai là chỉ sim mỗi Yomiya thôi, cho nên là liệu liệu lát nữa chúng ta có tìm thấy một nhân vật nào đó C6 rồi 5 hay không, lát nữa chúng ta cùng coi nhé. Ok. Rồi. Nào 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 nào. Okay. Chúng ta thấy một Zhongli ở đây. Một Zhongli, Zhongdong. Đây 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 đây. Chúng ta có một Zhongli ở đây. Zhongli này, cặp tay phong này. Alakino cầm chấn, chấn à, chấn chấn chấn. Kazuha cầm cái này hợp lý này và Kashina cầm cái này cũng hợp lý luôn. Rồi đầu tiên là kiểm tra account cái nè, nói là một tháng chỉ nạp thẻ tháng thôi đúng không? Ok thì cái này có tính là thẻ tháng không? cái này có tính là thẻ tháng cũng 109.000 á, cái này tính thẻ tháng không? quay quay quay, cái này tính là thẻ không? Ok, rồi cũng 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 relay cũng relay ta bộ ha, và hình như là lật 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 Sillonen hay sao mà tôi thấy không có Sillonen mà phải chơi Kachina ấy. Cái chinh à, xin chia buồn, xin chia buồn á, xin chia buồn. Bây giờ mày già rất nhiều. Ok, đầu tiên chúng ta phải coi nhân vật đã, review account thì chúng ta phải coi nhân vật đã. Đây 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 là acc của một bạn chỉ thẻ tháng à, hơi 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 nhiều nhân vật năm sau, hơi hơi nhiều nhân vật năm sau, từ hơi hơi nhiều nhân vật năm sau. Để coi cài chấn một chấn này, từ từ khá là nhiều nhân vật năm sau nha, từ từ hơi bị nhiều luôn á, rất nhiều nha. Rồi giờ chúng ta coi coi Yomiya có liệu liệu có nói dối chúng ta hay không, bằng cách cũng không gọi là quá nhiều vũ khí năm sau, ok nó cũng không phải là tệ nhưng mà này chơi từ cái thời con thoi Chusa mà lời khai lời lời khai là lời khai là lấy mới mới qua La Hoàng gần đây là hơi xú nha, hơi xú nha. Lát lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra coi coi là con này có thực sự là nó xong content từ từ lúc đó hay không nhé. Nhưng trước đó thì chúng ta thử làm một xíu phép thuật không, chúng ta làm xíu phép thuật giúp 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 cho Yomiya có luôn Sillonen không. Làm xíu phép thuật giúp cho có luôn Sillonen không mọi người. Mọi người thấy sao, mọi người thấy sao? Ok nè. Rồi Giang.
Ai sợ đi về. Quá đã. Ok, bây giờ là chúng ta đã biết được chắc chắn là đây là siêu nen rồi đó. Giờ chúng ta vừa mới kiểm tra lịch sử mà đúng không? Cho nên là không được không được, nhưng mà hai tím ok, được được được, hai tím hợp lý, hai tím. quá đã luôn. Đấy đấy mới gọi là review cao đó mọi người, hiểu không? Thấy bạn ấy cần chúng ta phải 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 phải, phải giúp thôi. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Và đây là Florentino, ui những tình huống nó là cứng nhắc. Nổ nổ xanh rồi nó mạnh. Ok, không không cái cũng cũng được cũng được. Cũng được cũng được rồi đó. Cộng thêm một nhân vật 5 sao nữa vô 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 tài khoản. À, sao lớp của tôi không được vậy ta? Tôi chưa nổ con, tôi chưa nổ con Kachi, tôi chưa nổ con siêu nen đó. Cay đấy. cay đấy giờ. Rồi chúc mừng do visa nha, chúc mừng do visa chứ. Đã cứu, đã cứu rồi. Cái bây giờ chúng ta kiểm tra đi nè, tim do visa đúng không, chấn không? Ok rồi rồi, cộng một lim 10 17 rồi. Sim sim đúng không? Sim tại sao không 10 10 10? Số 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 số. Tại sao sim không có 10 10 10? Tại sao lại như vậy? Ái chà chà, sim vậy là không được rồi, sim vậy là không được rồi. Ái chà chà, 85 228 cũng được ha. Cũng được, cũng được. Nhưng trừ điểm mà không 1 10 10 nhá. Không 10 10 10 nhá. Phải. Ok, cái này, này thì chịu, này thì chịu, này thì chịu. Ok, cũng mạnh lắm. Ok, cũng mạnh. Ok, cũng mạnh. Ok, cái ly hỏa thì cũng được đi, cho là nó on set đi cũng được, hợp lý cũng được ha. Sao cái nó yếu vậy, tại nó yếu vậy. Nó hiểu. Giờ kiểm tra độ liêm trước đã. Yomiya vậy cũng khá là mạnh ha, Yomiya vậy cũng khá là mạnh ha, có vẻ cũng khá là ổn rồi. Bây giờ chúng ta xem thử coi. Chúng ta xem thử coi đã Yomiya đã qua La Hoàng từ khi nào này đó. Rồi thấy ha, thấy những lịch sử này đó, tháng 8, tháng 7, tháng 6 là qua hết này, nửa đầu tháng 6, nửa cuối tháng 5, nửa đầu tháng 5, nửa cuối tháng 4 đó 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 đó. Đây đây, bắt đầu chúng ta có là từ nửa đầu tháng 8 năm ngoái. Ok, cũng cũng khá là ổn, cũng khá là ổn này đó, cũng được. Và bắt đầu full sao từ tháng 9 năm ngoái đó. Nếu mà phải nói thì cái nó cũng hơi trễ ha, nó cũng hơi trễ vậy. Đầu 8 thì nó hơi trễ này đúng không mọi người? Đầu 84 thì nó hơi trễ á, nhưng mà thôi vậy cũng được. Nhưng tại vì cho Miya cũng có nói là cái này là free to play tới tới khi mà gần đây thì nó mới thành 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 thành, thành không free to play nữa, cho nên là gian cũng cũng khá là hiểu đi ha, cũng hiểu hiểu hiểu. Okay, nhưng mà giờ chúng ta review nhân vật. Đây, kiểm tra độ liêm này. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra độ liêm bằng cách xem chấn. À, một chấn này. Có những người nào ngoài 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 hai đứa là cha với lại gì có chấn không? Cái này mạnh, cái này mạnh. cái này mạnh đó, cũng được. Ok. Cái này thì chắc chắn là không có gì để nói hả. Cái này thì cây lật mà. Ok, giờ có Raiden cha với lại Furina. Raiden cha Furina với lại chắc chắn là do Mia có rồi ha. Tại sao rồi sao đi lúc cho cầm chấn đi chứ. Đi lúc cho cầm chấn đi chứ, đi cho cầm cái kia là sao? Cái cũng khá là relatable ha, những nhân vật nữ sim sim thì có chấn cũng hợp lý.
Không có vấn đề gì. Ok, cũng được, cũng được, cũng được. Lý, hợp lý. Có vẻ khá liêm, có vẻ khá liêm. Khá liêm. Rồi. Nhưng mà giờ tới cung mệnh, liệu 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 có không cung mệnh ở chỗ nào mà có cung mệnh ở chỗ nào không nên có hay không nè. À. Khoan. Chơi mono nham mà. Chơi mono nham mà. chơi mono nham mà. Sao ấy? Sao ấy, sao ấy? C1, C1. Cũng được, C1 này thì cũng được, cũng do là thần cho nên là chắc chúng ta cũng không 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 nói quá gì về cái chuyện này ha. Tại sao người ta phải giả lập C1 còn trong khi Yomiya lại có C1? Tại sao toàn mấy cái cung mệnh một không cần thiết trừ của Furina không ta? Ừ. Tại toàn mấy cái cung mệnh một không cần thiết là thế nào á ta? Gì á? Ủa C3 luôn à? Ok. Tao tặng mấy cung mệnh một không cần thiết là sao ta? Ảo Ma Canada thì okay, khá cũng cũng khá là relatable ha, cũng không tới nỗi tệ, có vẻ là khá là hên rồi được cung mệnh một sớm cho nên là có mấy cái cung mệnh một nó không cần thiết cho lắm ha. Cũng được, cũng được. Rồi tiếp theo chúng ta tới với lại Bill. Nãy do Yomiya là Bill khá là tốt này đúng không? Do Yomiya là Bill khá là tốt này, liệu liệu ok có vẻ ổn này, hiện tại thì đang có vẻ ổn nhá. Tại nhưng mà sao hiệu quả nạp nhiều vậy? Ok, đúng đúng set rồi. Để coi thử đồ này. Coi thử đồ nè. Hơi nhiều nạp nhưng mà tạm chấp nhận đi ha, hơi nhiều nạp nhưng mà tạm chấp nhận được. Cái này nên nâng cấp này, cái này hơi 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 yếu nha, cái này hơi yếu, nâng cấp được rồi, cái này hơi yếu này. Cái này mạnh. Cái này mạnh nè, hợp lý ha. Ok rồi. Cái này cũng được, cái này nói chung là được nhưng mà cũng hơi nhiều nạp, hơi tiếc là hơi nhiều nạp một xíu. Rồi cái này thì roll value nó ổn cho nên là cũng 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 một con Galekino, nó không quá là mạnh nhưng mà cũng gọi là relatable đi, gọi là relatable. 971 hợp lý này, 971 là được rồi ha. Ok, bốn bốn phong thì chắc chắn rồi. Để coi có. Nhưng mà nạp hơi thấp. Cái vấn đề là con Gazua này hơi thích, hơi thiếu nạp, hơi thiếu nạp. Ok, hơi thiếu nạp ha. Mạnh này. Mạnh luôn này. Được. Cái này ngon này, cái này ngon này. Cái vậy có vẻ như là cần kiếm một cái cần kiếm một cái đồng hồ tinh thông có nạp ha, cần kiếm một cái đồng hồ tinh thông có nạp thì nó sẽ ổn hơn ấy. Tí. Và Yong Li thì chỉ cần quan tâm tới máu thôi. 43.000 cũng được. Rồi xét xét thiên nham hợp lý. 44 112 chắc cũng không tới nỗi tệ ha, cũng được cũng được cũng được. Rồi ổn này, cũng được cũng được, không tới nỗi tệ. Này cũng được, nói chung là Yong Li nó không cần phải quan tâm lắm ha, Yong Li không cần phải quan tâm lắm. Kachina thì chắc mình đang nghi là cầm 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 đại đồ của Sinnoh đỡ. Ừ, mình nghi là Kachina đang cầm đại đồ của Sinnoh đỡ cho nên là cũng 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 vui. À ngoài thầm thì sao, 350 tinh thông được nếu mà đang đang cầm thần kiếm Lê Minh. Ok, tỷ lệ sát thương cũng được, không tới nổi tệ nãy giờ. Ừ, có vẻ như là những nhân vật hiện tại build đều khá là vừa đủ, nó không phải là quá tệ. Để coi có cái đồ nào cái này ngon này, để coi qua coi có cái đồ nào nó xịn sò giống như cái này nè. Cái này on set mà dữ vậy, cái này on set thì hơi xịn. Cái này mà on set thì nó hơi xịn đó. Rồi. Chà. Chà chà. Ê, cái này. Ái chà chà. Cái này hơi 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 ngon, hơi ngon, cũng 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 hơi ngon đó. Cũng cũng ngon, cũng ngon. Cái này thì có thể thay 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 được này. Ok, nhưng mà ai làm khỏe, ai làm khỏe. Và cò thì chỉ đè 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 tấn công ra chơi thôi là được rồi ha. Ok, 162 nạp không tới nỗi tệ nhưng mà mình nghĩ là nên 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 thêm nạp.
Chơi hai tấn công cũng được, không tới nổi ha. Con này cũng mấy con support thì kiểu như không cần phải build crit nhiều quá thì mình sẽ không có gì vấn đề gì lắm nếu mà đang build đúng. Rồi, tới anh tiên nhân. Chào. Chào 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 chào. Ok thì 22 cũng được đi ha, sao không cài 44. Mà mạnh điên vậy. Xài 22 mà cái này hơi 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 mạnh á, cái này 22 vậy hơi mạnh á. Cái này thì được Ronaldo ổn, cái này Ronaldo ổn ha. À rồi rồi, hiểu tại sao cầm 22 rồi. À ok, rồi rồi vậy thì chịu, vậy thì chịu, cái này cũng mạnh luôn này. Cái cầm 22 vậy thì chịu rồi, cái này cũng cũng roll value rất là tốt luôn đây. Cái thế thì chịu, thế thì chịu. À, roll 22 mà 22 mà tỷ lệ các thứ sát thương gì cũng được ha, 10 điểm 10 điểm không tới nổi. Xin hê thì cũng được, ok xin hê gì cũng không tới nổi tệ này. Hơi thiếu ấy, xin hê gì hơi thiếu nạp không ta? 10 lần mà 160 là hơi thiếu nạp nha, nếu mà cầm cây này. Nếu mà thực sự cầm tốt nhất có thể thì cầm tay phong á. Ừ. Con này là cầm tay phong, con này nó hợp lý nhất là cầm tay phong. Còn nếu không thì cái này nên tăng nạp lên xíu chứ không thôi cái này hơi thiếu nạp quá. Yeah. Rồi giờ tới du. Rồi sao chỉ bị lột đồ bởi 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 Razor vậy? Này cũng ngon nè. Rồi tại sao Razor nó lột đồ của Ela thế nào ấy? Hả? À, trừ điểm á, trừ điểm nha. Lột đồ cô gái trẻ để cho một con sói nó mặc em thấy có sai sai. Cái cũng được, nếu cầm cái này thì cũng tại vấn đề. Ok, chịu, thế thì chịu. Anh Du sao tầm 385 được này, ok được, cũng được, ổn ổn, có thể nâng cấp được mà nói chung cũng ổn rồi ha, cũng ổn. Thì có vẻ như con Ganju thì không có build nhiều lắm này, cái lông này cũng lông offset. Cái Ganju này không build nhiều lắm ha, nhưng mà có vẻ cũng khá là ổn, không tới nổi. Rồi do con ai à dạ cả cái tỷ lệ này là sao, trừ điểm nhá, trừ điểm. What the hell is this? What the hell is this? What? 25% tức. Ui. 17 nạp nữa. Đồ đang nhìn có vẻ ổn phết mà sao? Này tạm được đi. Ừ, đồ nhìn cũng có vẻ ổn phết mà. Tại sao cái tỷ lệ nó a đuôi ấy. Cái này thì có thể nâng cấp được này, cái này có thể nâng cấp được. Ok, không nói gì ha, không nói gì hết. Ủa, con Raiden thì lại đang khá là mạnh này, con Raiden thì khá là mạnh này, cũng được, cái này mạnh này, hợp lý, cái này mạnh, cái này tạm. Wow. Ok. Ấy. Ai chà chà. Cung anh. Nếu mà cầm trấn thì vẫn ly lôi hơn ha, ly lôi vẫn hơn ha. Nhưng mà chắc là on set cho nên chắc cũng chịu. Ok. Ai. Ai, Raiden này mạnh đấy, Raiden mạnh. Ok, cầm trấn 184 nạp ngon nha, cầm trấn mà 184 nạp ngon ấy, thì có vẻ là đồng hồ nạp. Mạnh, mạnh này. Ok, nạp này. Ok, cái này có thể nâng cấp được. Hơi tệ nhưng mà thôi tạm chấp nhận, tạm tha. Cái này cũng được, ok, roll value nó ổn. Thôi tạm vì nó on set đi ha, với lại nó có nhiều hiệu quả nạp. Tạm. Cái này thì được, cái này thì mạnh. Ok.
Cái Furia cũng không quá tệ, mặc dù nó chỉ hơi thiếu HP xíu thôi, con này hơi thiếu HP xíu thôi, còn lại ba chỉ số còn lại nó khá là ổn rồi ha. Vậy là làm sao? Vậy là thì Tây Phong hồi nãy thầy thấy rồi này. Ok. Ok, 10 10 luôn, hợp lý. 8930. Ồ hơi thấp tỷ lệ, hơi thấp sát thương bạo nha, hơi thấp sát thương bạo nhưng mà tất cả mọi thứ còn lại khá là ổn. À mà nãy quên check thiên phú mọi người, từ từ để coi. 10 10 10 này, 6 10 10 này. Cái được. 7 16 là được. Được. 10 10 10 này. Rồi rồi sao? Sao voi sao sao sao, sao sim do Mia gì mà con này 9 10 10 nè. Daddy 10 10 10, Xiao 10 10 10 này, rồi 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 rồi, rồi. Sim chỗ nào á, sim do Mia chỗ nào mà do Mia không không ba 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 vương miện ta. Sim dữ chưa? Mạnh à, cũng được, ok. Nhưng mà trừ điểm á, mạnh điên. Ok, mạnh 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 mạnh. Cái nâng cấp được nhưng mà thôi cũng được, offset. Offset cái này hơi yếu nha, thiệt offset cái này khá yếu ấy. Có thể kiếm đồ mạnh hơn không? Cái này mạnh này, cái này mạnh rồi. Cái này onset thì nó ổn, này onset thì mạnh, hợp lý, hợp lý, hợp lý. À, thì ra Yomiya fake sim nhưng không đáng kể, thì nhưng không đáng kể. Ê, Child 58 là Child 58 là thấp lắm nha. Và còn trăm nạp nữa. Này không build Child rồi đấy. Con Child 58 là nạp 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 thấp điên. Cũng được đi, cái này cũng được đi. Mà không không mấy kiếm cái nào nó nhiều 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 bạo hơn xíu đi. À, 58, 58 thấp quá đấy. Ở cái này mạnh này, cái này là mạnh này. Chỉ có vẻ như là cái này cũng mạnh luôn này, chỉ có vẻ như cái quỷ này là nó sát thương bạo cái ngay mà kiếm nó đi là bạo đi trời, giảm 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 tăng cái tỷ lệ lên, con cho con trai hồi 58 tỷ lệ là dễ đạch á, dễ chết á. Ok đi lúc rồi sao cái có một set ổn, 50 cũng hơi thấp nha, 50 cũng hơi thấp đấy. 50 cũng hơi thấp, với lại 100 nạp vẫn khá thấp đấy, 50 với 100 nạp là khá thấp đấy. Còn đi lúc khá là phụ thuộc. Ew, what the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? Này đường ra mà sao cái gì vậy? Cái gì đây? Này tạm. Này cũng tạm được, cái này cũng tạm được. Này cũng tạm luôn rồi, cái đầu cái hoài đây. Con này còn 999 nữa chứ, hết cứu thiệt. Tiền chiêu thì 5633 207 cũng được. Ok có gì hết không, có gì hot, có gì nóng, có gì nóng. Mạnh mạnh cũng được, ok tạm đi, tạm đi, tạm luôn. Onset thì tạm, onset thì tạm ha. Cái này cũng được ha. Ok con xin chia này bình thường, sang linh thì coi. Ồ sang linh thì lại tốt này. Ok sang linh thì nên tốt nha, sang linh mà không tốt thì chịu điểm nặng luôn á. Mạnh 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 cũng mạnh, cái này mạnh, cái này mạnh, cái này mạnh luôn. Ok cái này thì tạm được ha, nếu đổi thành tỷ lệ bạo thì cũng được, cũng được. Mà ok cái này thì cũng được luôn. Ê sao cái này nó all in, cái này nó all in hơi nhiều rồi vậy. Ô cái này nó này 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 hình như all in hơi nhiều, cái này hình như all in hơi nhiều nhiều cái tỷ lệ bạo á. Này có tỷ lệ bạo 15 này, cái này có tỷ lệ bạo 15 này. Ôi tỷ lệ bạo hơi nhiều quá, nãy có cái 21 tỷ lệ bạo nữa chứ. Thảo ma cara thì này có vẻ nhưng cũng khá là được, cũng khá là được ha mọi người. Bị cái là bài tại sim giả phát 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 sim Yomiya, phát sim Yomiya rồi. Mấy nhân vật khác build còn daddy build còn ổn hơn hơn hơn, hơn Yomiya nữa. À trừ điểm. Bây giờ chúng ta tới với lại top 2 Yomiya là con top cao nhất. Ok. Hợp lý, cũng 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 ok thì thôi thôi cũng 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 là sim, cho là sim Yomiya đi ha, cho là sim Yomiya, cho là sim Yomiya. Ok, không 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 quá tệ, không quá tệ.
mém mém nữa trừ điểm vì sim nửa mùa đó, nhưng mà nâng 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 cái ulti lên 10 đi nhá, nâng ulti lên 10 đi, nâng ulti lên 10 đi nhá. Bây giờ thì thử coi chúng ta cứu được cái nón cho con voi bia không, được được cái mũ cho con voi bia hôm nay sẽ là một phải lẹo. Sao tàn long 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 với lại hoa nó khóa vậy, khóa gì đâu không vậy, thì giữ được này, thì giữ được cái này cái tào lao gì đây, thì giữ cũng được. Ô à, nice ấy, chà, nhưng mà có hai cái đó vậy, để sao có hai cái đó vậy, á chà chà, có một cái hoa này ba vòng cũng ngon đấy, nhưng mà không không có không không có cái nón này, giờ nó ra đúng một cái đó luôn đó vậy đó, phải liệu phải cứ không có nón là luôn. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta có một cái hoa kìa. Hay buổi buổi review quay đi, hôm nay chúng ta chỉ có đúng một cái hoa thôi mọi người à, sao ấy. Không 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 cho tôi nón, đây rồi ấy, chà chà, tới rồi, đây, nó đây rồi. Cái hoa hiện tại nó mạnh rồi nè, nhưng mà chúng ta thử coi có một cái hoa nào nó mạnh hơn cái này không, này thay thay được này đó, ta thử coi có một cái hoa nào đó nó mạnh hơn được cái hiện tại đang sử dụng không, hơi khó đó nhưng mà thử nè. Ê, bốn dòng ngon nha, nhưng mà nó bị lô rôn kìa. Được nữa không? Hey, that's pretty Này ngon này mà bị lô rôn, tiếc đấy nhở. Hơi tiếc. Cái nhưng mà vẫn giữ được ha, vẫn giữ được. Cái này sẽ cho một nhân vật khác nha, nhưng mà hơi tiếc vì vì nó bị lô rôn. Đây, rồi, chuẩn bị á. Cùng cú quạt vô Via nè. 3 2 1 Rage. Rồi nó vô hai lần thôi là nó mạnh hơn cái hiện tại rồi đấy, nó mà chỉ cần vô hai lần thôi là nó mạnh hơn cái hiện tại rồi đấy. Ok, thử nào, cái dòng 4 là cái gì đã. Ô ô dòng 4 ngon nha, dòng 4 ngon nha, dòng 4 ngon đấy, mà giờ kéo từ trên xuống mới mệt này. Một phòng ngự thôi à. Chỉ có một phòng ngự thôi ấy, chà chà, hôm nay tôi không phải là vua phòng ngự rồi, nhưng mà giờ coi coi cái dòng còn lại tấn công flash nó như thế nào này. Trời ơi, không giòn à, không giòn rồi, hôm nay vua tấn công rồi. À, không giòn rồi, buồn 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 thôi ơi, trời ơi tiếng thế nhờ. Rồi nhưng mà vấn đề là cái acc này nó cũng khá là mạnh ha, nó không cần cứu gì lắm, tuy tuy là chúng ta đã cứu được con Silonen rồi, nhưng mà chúng ta rất tiếc là không thể cứu được cứu cứu được con Yomiya này, nó cao hơn xíu, rất tiếc. Nó chỉ cần tính ra là nãy cái attack đó nó chỉ cần vô một lần cái sát thương bạo thôi á, là nó ngang với lại cái hiện tại đang sử dụng, và nó có thêm tấn công mà nó tăng hạng rồi á, hơi tiếc ha. Thôi nhưng mà cảm ơn Yomiya rất nhiều để cho chúng ta xem một cái acc khá là mạnh và đồ khá là ảo Makara này đó. Và xin chúc mừng Yomiya đã có được con Silonen nhé, rồi mong là bạn sẽ luôn ủng hộ mình trong tương lai, và cảm ơn rất nhiều.